Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Ebuzi ô tô. Và hôm nay bên Ebuzi ô tô trong buổi chiều muộn ngày hôm nay thì bên em Vũ Duy ô tô lại tiếp tục về cửa hàng một mẫu xe màu xanh rất là đẹp luôn, gầm cao máy khỏe luôn, một mẫu SUV đường trường dành cho những ai mà yêu thích những cái cung đường dài, những chiếc xe máy dầu. Thì đây là một cơ hội cho các bác, một chiếc xe Isuzu Highlander X-Tramer sản xuất năm 2004. Vâng, xe rất là đẹp và cứng luôn. Con này sử dụng động cơ máy dầu là 2.5 số tự động. Đấy, có turbo nên là rất là khỏe. Và dòng này thì chạy rất là bền bỉ luôn. Một chiếc xe ngon lành bền rẻ nha các bác nhá. Đấy, lốp dép thì dày cả gian, xe cứng và không có lỗi lầm, dẫn động cầu sau. Đấy, đi đường trường cực kỳ yên tâm và uy tín luôn. Dòng này thì các bác chạy đường trường hoặc là những cái cung đường đồi đèo các thứ là quá ok luôn. Về là không phải làm gì, động cơ máy thì khỏe, với động cơ máy dầu 2.5, mức tiêu thụ nhiên liệu dầu của chiếc xe rơi vào tầm khoảng con này là rơi vào tầm khoảng 8 lít dầu trên 100 km đấy các bác nhá. Vâng, nói chung là các bác sẽ mất tầm khoảng 2.500 đồng trên một cây. Và chiếc xe này thì đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023. Xe thì chạy tương đối là nhiều, nhưng mà chất xe thì gần như là vẫn còn khá là mới. Màu sơn xanh bắt mắt. Con này thì đã được xì tút xì tát lại rồi, về là các bác không phải làm gì cả. Màu sơn xanh biển rất là đẹp nhá, lại tem nhãn hai lá nới chèm hờ là, vâng, rất đẹp luôn. Đấy, gầm cao máy thoáng. Con này thì chiều cao của nó lên gần 2 mét và máy của nó rất là khỏe. Các bác đi những cái đường dòng này, đi địa hình đường trường thì quá yên tâm. Khoảng sáng gầm của chiếc xe thì lên đến gần 30 phân. Đấy, có thể leo đèo lội suối thoải mái các bác nhá, và không phải nghĩ ngợi gì cả. Giá nóc đầy đủ, buộc ràng buộc đồ đạc trong những chuyến đi xa. Còn đâu về sơn xi tôn vỏ xe thì cam kết các bác là không có đâm đụng tai nạn ngập nước nhá. Tuy nhiên là theo thời gian 5 tháng thì sơn xi tôn vỏ nó cũng có chỗ này chỗ kia, nhưng mà được cái là đều. Đấy các bác nhìn này, sơn đều và toàn bộ tôn cánh của nó là không có lượn sóng gì cả. Đấy, kính thì còn zin nguyên các bác nhá. Kính còn nguyên bản luôn. Đấy. Và chiếc xe này thì mới về cửa hàng em Vũ Duy ô tô, chưa có dọn dẹp gì đâu. Nhưng mà gần như là bác chủ vẫn cũng giữ rất là cẩn thận, thế thành ra là xe vẫn gần như là mới. Xe thì mang biển Hải Phòng 15A02397 và vừa về xong. Thế nên là bác nào mà quan tâm đến cái dòng xe máy dầu số tự động, đấy, gầm cao máy khỏe thì alo ngay cho em Vũ Duy ô tô. Đấy, bên em thì chuyên bán những cái dòng xe máy dầu chất lượng. Đấy, tôn vỏ này nó còn rất là dày nhá các bác nhá. Tôn dày luôn, logo Isuzu nổi bật luôn. Mặt catalang của xe thì con này trước là đã có một cái body kit ở phía đằng trước, nhưng mà đã được tháo ra rồi để đăng kiểm cho nó dễ dàng. Thế còn về phần đèn thì chiếc xe là sử dụng đèn bi gầm, bi led ấy, mới, công suất mới, nên là cái khả năng sáng của nó rất là tốt. Đấy, khả năng chiếu sáng tốt trong đêm. Còn về phần cản trước của xe thì là đèn gầm hơi bị mờ một chút. Cái này thì nó cũng theo thời gian 5 tháng rồi, nhưng mà đèn này là đèn zin. Các bác thích thì có thể là thay, riêng cái đèn này thì mất tầm khoảng 400-500 nghìn một đèn một bên. Thay một đôi như thế này, đây cái này cũng nên thay này, thì nó mất tầm khoảng 1 triệu. Đấy, cái đấy cũng đơn giản thôi, không vấn đề gì. Còn riêng về phần đèn pha, đèn cốt này thì quá ok. Cái đèn này trông nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà nó rất là sáng. Về là các bác không phải nghĩ ngợi gì cái chuyện đèn đóm gì rồi. Về phần cân cabo, đấy các bác nhìn này, gần nắp cabo này, nó phẳng lì luôn. Và rõ ràng nó không bị lệch lạc, xô lệch. Đấy, tôn thì rất dày. Đấy, tôn này. Đấy, các bác nghe tiếng tôn này, không có bả một tí nào luôn các bác nhá. Lốp con này thì đều sử dụng lốp Michelin LTX AT, dòng lốp mà chuyên dành cho những dòng xe tải á. Lốp 23570 la răng 15, la răng là la răng 6 chấu. Đấy, 4 bánh đều sử dụng la răng 6 chấu và phanh đĩa hai bánh trước và đằng sau là tăng trống. Còn phần cua lốp thì đấy các bác nhìn này. Đấy, cua lốp đây, nhựa này của nó còn ngon nguyên. Đấy, nhựa nó còn ngon nguyên này. Đấy, không hề lỗi lầm nhá. Tôn vỏ căng. Và đây, gương chiếu hậu của xe thì không được tích hợp tay gương, nhưng mà lại có cái nèo, cái chrome này, chống mất trộm này. Đấy, và cái này. Đấy, tôn vỏ rất dày luôn. Dòng Isuzu Highlander là một cái dòng xe 7 chỗ máy dầu, được trang bị rất là chắc chắn. Đấy, là dòng trọng lượng của nó hơi nặng vì tất cả tôn vỏ của nó sử dụng tôn rất là dày. Nó không tiết kiệm như những dòng của Toyota, thế nên là đâm ra là đi những cái dòng này thì nó rất là chắc xe. Đấy, đầm xe luôn. Tappi ra xịn sò. Đấy, kính điện lên xuống là hoạt động hoàn toàn bình thường. Con này thì nói các bác là thực sự là đây là một chiếc xe chạy cũng hơi nhiều. Thực sự là một chiếc xe chạy hơi nhiều. Thế nhưng mà được cái là chất xe thì cũng gần như là mới. Vâng, chất xe hơi như mới luôn. Vì là những người mà đã đi những cái dòng này thì đều là những người mà khai thác xe hơi hiệu quả. Vâng, thực sự là hơi hiệu quả luôn. Sàn của nó còn đẹp như này không ạ?
em chưa dọn đâu, vừa mới lấy về xong buổi nãy đấy. Vâng, em đã làm review một cái rửa qua nước lã qua TikTok với Facebook rồi đấy. Thì con xe này là vừa mới lấy về xong, nhưng mà phải nói bác chủ bác cái giữ xe rất là cẩn thận. Đây các bác nhìn này, đấy, trần nó còn đẹp như này. Vâng, vô lăng 4 chấu có còi đầy đủ, con này thì không có túi khí. Đấy, da của nó còn nguyên, nhưng mà da thì cũng hơi sần rách một chút thôi. Vì dòng xe này nói cho các bác là chủ yếu là chất máy gầm thôi, chứ còn những cái chi tiết cơ bản thì cũng là một chiếc xe chạy nhiều lên cái đấy bình thường, không vấn đề gì. Đồng hồ hiển thị rõ ràng. Đấy, mặt tablo xe này đẹp đẽ sạch sẽ luôn. Đấy, 2004 đến nay nó cũng đã gần 20 năm rồi. Nhưng mà 20 năm thì cái dòng này nó vẫn là một cái dòng xe mà được rất nhiều người ưa chuộng các bác ạ. Vì là vừa lành vừa bền mà nó khỏe, chạy đường trường rất là yên tâm các bác nhá. Chạy đường trường những cái dòng xe này thì rất là yên tâm luôn. Đấy, cửa này đóng rất là chắc chắn. Đấy, bên này cửa mở đây, à, đóng này. Đấy, các bác nghe tiếng cửa các bác đã thích rồi. Keo chỉ thì bao zin, đây nó còn nguyên cả tem nhãn nó dính dấu này. Đấy các bác nhìn nha. Keo chỉ bao zin đẹp cho các bác nhá. Một mẫu xe ngon lành bền rẻ với cái mức tiêu thụ nhiên liệu ít. Đấy, xe ngon cứng luôn và không hề có lỗi. Đấy, nội thất hàng ghế thứ hai rồi. Da nó vẫn còn đẹp như thế này. Đấy các bác bảo làm sao mà xe nó cứng như vậy. Vâng, vì đây là một chiếc xe được giữ gìn rất là cẩn thận. Đấy, chủ xe người ta đi giữ gìn. Thế là thành ra là kể cả các cái phần sàn nhựa này, các bác nhìn sàn nỉ này. Đấy, sàn nỉ dưới này nó còn đẹp gần như là mới tinh luôn. Vâng, lót sàn 2D thôi nhưng mà đẹp vẫn còn như mới. Dòng này 7 chỗ nhưng mà nó lại có cả điều hòa vùng sau như thế này. Đấy, điều hòa đấy nhá. Thế nên là các bác yên tâm là ngồi con này thì không bao giờ biết nóng. Vâng, nhiều dòng xe cũng là 7 chỗ, ví dụ như Nivina đấy, thì nhiều người người ta kêu là nóng rất là nhiều vì nó bí. Vừa bí lại còn máy xăng ăn xăng hơi nhiều. Thế thành ra là những chiếc xe đấy thì người ta cũng không lựa chọn mấy. Thế còn bên em thì chuyên bán những cái dòng xe máy dầu giá rẻ. Thế nên là bác nào mà yêu thích thì các bác có thể là điện thoại trực tiếp qua em. Đấy, lốp sơ cua treo đầy đủ nhá. Và con này thì các bác là lốp treo này thì trông nó rất thể thao. Đấy, thực sự là rất thể thao luôn. Đấy, 2.5 direction. Đấy, còn bên này này. Đấy, đuôi gió đầy đủ này. Đấy, đuôi gió này. Kính này, kính zin các bác nhá. Temperlite kính zin. Đấy, turbo AT. Đấy, và biển số đây. Biển số cắm sau đây. Đấy, xe này thì nói chung là được cái là cứng xe. Đấy, kể cả các cái phần bản lề đây, các bác nhìn này. Đấy, các cái bản lề đây còn nguyên. Đấy, xe rất là cứng cáp và không hề có lỗi. Vừa về em xong. Đấy, chưa làm gì đâu. Em chưa hề làm một cái gì cả. Mình mới chỉ gọi là dọn dẹp qua thôi. Đấy, rửa qua nước lã. Đinh hàn, đinh bấm nó còn nguyên này. Đấy, đinh hàn nó còn nguyên luôn. Đấy, một chiếc xe để dành cho những ai mà yêu thích những cái cung đường dài, những ai mà yêu thích những chiếc xe máy dầu gầm cao và lại số tự động đi cho nó nhàn chân, thì đây là một chiếc xe tuyệt vời cho các bác. Đây các bác nhìn này. Đấy, sàn của nó vẫn còn như thế này. Đấy, xe rất là cứng đẹp luôn. Đấy, sàn dưới này. Đấy, cửa đóng rất là nhẹ nhàng chắc chắn. Đấy, đèn đóm của xe thì cũng đã cũ theo thời gian, nhưng mà cái này thì bình thường. Nói chung là chức năng hoạt động hoàn toàn ok, không có lỗi làm gì. Đấy, sơn sườn tôn vỏ thì xe thì càng đẹp đèn đẹp luôn. Các bác về đi những cái dòng này thì quá yên tâm luôn. Không phải nghĩ ngợi gì, không phải lo lắng đến chuyện là sửa chữa hỏng vặt giữa đường, đồ nghề thay thế. Vì những chiếc xe này đều sản xuất hầu như ở Việt Nam. Đấy, những cái dòng xe này nó được ưa chuộng rất là nhiều. Và đồ thay thế của sửa chữa những cái dòng Isuzu thì quá ok luôn. Đấy, lốp dày luôn này, lốp Michelin dày khự luôn. Đấy, lốp dép thì cứng đét luôn. Lốp 2018 dày như đây. Bốn quả lốp xe tải thì các bác bảo làm sao mà nó chả dày. Vâng. Đấy, dày như thế này, gầm sắt xi này. Đấy, các bác nhìn gầm nó còn đẹp như thế này. Đấy, một chiếc xe gầm bệ rất là sáng láng luôn. Cửa này. Đấy, mở cái không gian phía bên trong này ra. Đấy, các bác có thể nhìn là nội thất bên trong xe thì tương đối khá là tươi. Đấy, chất rộng rãi, tiện lợi. Và bên này. Đấy, keo chỉ đây. Đấy, dấu còn nguyên. Đấy, ốc rồi. Đấy, xe rất là cứng. Con này được cái là nội thất gần như là mới tinh. Đấy, nội thất ghế da thì bọc lại rồi chứ không phải là ghế cũ của nó đâu. Nhưng mà ghế da này vẫn còn rất là mới nhá. Và nội thất, ngoại thất của xe được các bác chủ, bác ấy cũng là bộ đội. Và thế là bác ấy đi xe, bác ấy giữ, phải nói giữ gìn cẩn thận thật. Thành ra chất xe thì gần như là mới tinh. Đấy, bậc bước để chân này, rồi ba bô lê này các bác nhìn này. Đấy, nó còn nguyên như thế này mà. Đấy, sáng láng luôn. Còn gầm này. Nó gầm này. Gầm ấy rất đẹp luôn các bác nhá, gầm rất đẹp luôn.
Đấy, tôn vỏ dày chắc chắn luôn. Đấy. Đây là một mẫu xe ngon, lành, bền và nói chung là giá thì nó chỉ có hơn 100 triệu thôi. Rất rẻ so với tầm giá luôn. À, hơn 100 triệu các bác đã có ngay được chiếc Isuzu máy dầu hay cái... Đấy, máy dầu số tự động. Cái giống này thì mình đè thêm một tí nữa thì nó mới lên. Chứ vặn cái đầu tiên à, vặn mà vặn non tay là không lên. À, cái đấy thì bình thường không phải là do lỗi đè đâu, còn nguyên đấy. Đấy, do thao tác vặn chìa khóa thôi. Đấy, túi khi còi hơi to, vô lăng thì nó cũng đã sờn cũ rồi. À, có cái đầu giải trí ở đây thì cái này vẫn hoạt động bình thường các bác nhé. À, vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường. Mà đây dưới đây là điều hòa thì con này điều hòa chỉnh cơ. Đấy, đặc biệt là cần số tự động thì vẫn còn hoạt động hoàn toàn ok. Đấy, cần số tự động này các bác ơi. Đấy, và đây là cam hành trình cho chiếc xe nhé. Cam hành trình hoạt động vẫn còn nguyên. Đấy, các cái chức năng cơ bản của xe thì à, con này hết nước rồi. Cái này thì sẽ phải bơm nước rửa kính lên. À, đấy, xe rất là ngon, máy nổ giòn đều, không hề có lỗi. À, động cơ máy dầu 2.5 các bác. Đấy, máy dầu có turbo, khô sạch, không hề có lỗi luôn. Máy khô ráo, sạch sẽ luôn. Turbo khô sạch này. Máy lổ rất có lực luôn nha. À, con này thì nói chung là về máy thì rất là chất và nó khô, nó không hề có dầu mỡ. Keo à. Đấy, đầu rằng của nó còn nguyên. Xe rất là cứng luôn. Con này thì không có đâm va. Đấy, các bác cứ nhìn kỹ các cái chi tiết này này. Không có đâm va luôn. Gầm luôn này. Gầm khô. Rất khô luôn. Vâng. Và cái dòng này thì nói chung là số tự động người chạy rất là sướng. Vâng, nó dễ nhẹ nhàng, nhàn chân tay. Mình chỉ cần thế này là xe nó đã nhả rồi. Đấy. Nói chung là ngồi trên những chiếc xe như thế này thì quá ok rồi. Máy dầu khỏe, đi đường trường các thứ rất yên tâm. Và tiết kiệm nhiên liệu, các bác dùng dầu thì quá ok. Đấy. Giờ thì ta sẽ cùng tiến. Vâng. Bên em thì có rất nhiều xe, các bác chỉ cần mua hay là các bác trao đổi xe, các bác chỉ cần điện thoại cho em Vũ Duy Ô Tô thôi. Em sẽ điện thoại ngay và sẽ tiến hành trao đổi với các bác. Nói chung là bên em thì có mua bán trao đổi xe trên toàn quốc. Các bác chỉ cần điện thoại cho em qua số điện thoại 0869158926 là em sẽ phục vụ các bác đến tận răng công trình. Đấy, con này đấy, vòng cua trông vậy thôi nhưng mà vòng cua nó rất là nhỏ. Lái rất là thoải mái, không bị bí. Đấy, không bị bí, không bị bó một tí nào luôn. Đấy, vòng cua rất là nhỏ xe. Cảm ơn các bác nhé và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với Vũ Duy Ô Tô chuyên các cái dòng xe giá rẻ cho tất cả mọi nhà. Đấy, con này rộng như thế này mình ngồi thoải mái quá còn gì. Đấy, không thiếu một cái gì. Máy dầu thì rất là chất luôn, vừa tiết kiệm vừa khỏe vừa lành, quá yên tâm trong tầm giá. Vâng, cảm ơn các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.